Vâng, Lily xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả các khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chị có thể cho em ôm chị một cái được không ạ? Ôi, được rồi. Rồi, tranh thủ. Yeah, tranh thủ. Cảm ơn em. Linh sẽ hứa nói... Trời, một răng thôi. Rồi, như thế là được rồi. Cân nặng không hề thay đổi. Nhưng mà thực sự là nếu mà con trai thì mọi người sẽ thấy rằng là gì? Là nó sẽ không phù hợp lắm. Mọi người nói là ý của Linh là hạ thấp phụ nữ. Nhưng mà thực sự là các bạn ấy nghĩ quá nhiều luôn ý. Đến thực sự bản thân Linh cũng không thể nghĩ ra được những cái như thế. Bây giờ Linh đã là thực hiện ước mơ của mình rồi, đã chuyển sang nữ. Thì bản thân Linh cũng tự coi mình là một người phụ nữ rồi. Nhưng với một người đàn ông thì nếu mà làm cái điều đó thì nó hơi bị nhỏ nhen và không đáng mặt làm đàn ông. Thì thôi đừng làm đàn ông nữa, làm chị em phụ nữ như chúng tôi đi. Thì có phải là thoải mái, thì nói chung là nó là điều bình thường. Thì tôi sẽ không bao giờ tôi phản bác lại anh.